Tao nói mày có nghe tiếng đấy. Bước ngay ra nhé, tao nhìn thấy mày rồi đấy. Đừng để lúc tao xông ra thì là mất ngay đấy nhá. Mày có ra đâu hả? Vâng. Ôi dồi ôi. Bác. Chào bác. Xin chào, xin chào. Ê, bác vào nhà, vào nhà. Ừ. À. Vâng. Đây. Bác ngồi chơi. Úi trời ơi, mới sắm bộ karaoke mới hả? Được. Thảo nào. Ngon, bộ này ngon thì thôi rồi. May quá em đang ngồi một mình. Có bác sang đây bác vụt với em mấy bài cho nó sang mồm. Thôi sang mẹ em thì là buổi trưa này, ông cứ hát ông ổng lên, ai mà ngủ được. Nhà em có mỗi mình em, có ai đâu mà ngủ. Nhà ông thì mỗi mình ông. Nhưng mà nhà tôi là có mấy người. Mấy người đang ngủ kìa. Ngủ gì? Gớm thì vợ chồng bác vừa ngủ vừa được nghe ca nhạc. Như thế người ta gọi là văn nghệ phục vụ lao động đấy. Nhất bác thì có chứ. Này tôi bảo này, tôi có muốn hát ấy, tại sao không ra hàng mà hát? Nó có vừa có phòng cách âm này, nó vừa có tay vịn. Ê. Tay vịn. Em nói bác nghe, ngồi hát mà có những cái nó lằng nhằng như thế, nó mình là vi phạm chủ đạo đức đấy. Khi bằng mình cứ đầu tư mấy tiền đúng không? Ngồi tại nhà, tốn có tí tiền điện thôi đúng không? Được hát thoải mái vô tư, à, nhạc gì cũng có. Thích hát thì hát, thích nằm thì nằm. Bác có nhận với em đấy không? Mà này, nhà em nhé, có đầy đủ tất cả các thể loại nhạc. Vừa rồi là nhạc vàng. Vàng. Đỏ có, xanh có, tím có cả nhạc tàu có. Bác một thời gian bác học bên Trung Quốc, các bác biết tiếng Trung Quốc thì hơi biết thôi. Có cái bài Long Bay Long Lầu. Bài đấy bài Bến Thượng Hải. Ăn qua Bến Thượng Hải. Bác vụt vào đây nhá. Thôi vào đấy. Thế có phải là vui không? Bến Thượng Hải. Alo. Flying. Rồi. Về luôn. Lại ngủ à? Không. Vợ nó gọi về có gì? Đây này, tao thông ơi. Nhất bác rồi. Chả mấy người được như bác đâu. Gấp giờ này rồi mà vẫn còn được ngủ. Cái gì đâu. Nó gọi về có việc. Cô gắt ra nhé. Việc cái gì? Lại ngủ. Ngủ ngay thì giờ này đang chuẩn bị hát thì có mụ vợ nó gọi về. Yên tâm, hôm nào sang hát nhé. Yên tâm. Ôi, con mụ nào? Sao mà sang xử lý? Chuẩn bị xử lý thì nó lại dùng cái thuật tâm lý chiến. Tâm lý chiến cái gì? Sao mặt đần ra thế kia à? Đần đâu mà đần. Đi vào. Đứng lại. Đường quan không đi sao lại cứ đâm vào bụi rậm thế? Khổ quá, đi đường nào cũng được. Đi nhanh này. Đứng lại bảo tí. Gì đấy? Ông đi mua ngay một bộ về đây cho tôi. Bộ gì? Thì bộ dàn karaoke của nhà nó ấy. Úi dồi ôi, bà nói thật hay bà nói đùa đấy? Thì chẳng thật chứ đùa à. Này, mà ông phải bảo cái nhà mà bán loa ấy. Bán to gấp 3, gấp 4 lần nhà nó. Mà cái loa nhà nó ông nhìn rồi chứ gì? Nhìn rồi. Hay để tôi sang tôi nhìn. Không cần, tức là loa to hơn nhà nó có 3, có 4 lần. Được rồi, mua. Đêm nhà nó ngủ mình sẽ mang ra mình hát. Thế là định dùng thuật khẩu chiến hả? Ui, không phải là khẩu chiến mà là karaoke chiến. Karaoke chiến. Thế thì thắng thua thì đứng ai ra trao giải? Thì tất nhiên là vợ ông. Chứ không được, không được nhá. Bà đứng sang đấy bà trao giải cho nó thì chưa hỏng hết à? Chứ không được, được. Thôi thì giờ này nhá. Nó thắng hay nó thua, mặc xác nó. Biết chồng mình thôi, được chưa? Này. Gì? Dù thắng hay dù thua ấy, ừ, tôi đều có giải cho ông. Úi trời ơi, thôi, tôi biết cái giải của bà rồi. Mệt lắm. Thế có đi mua không? Có.
Mua thì đi vào. Vào. Nói cái gì đấy? Nói gì? À, cái tiền đâu? Vào nhà rồi có tiền. Rồi mình về rồi. Về đây, đây, đây. Để đây, để đây, để đây. Đây, đây, để đây. Đây. Ôi. Chưa, đồ hành tráng chưa? Này, nhưng mà sao chị bảo mua cái loa to mà cái loa này vẫn bé chứ ạ? Ôi trời, bé là bé thế nào chị? Cái loa này là to nhất cửa hàng em rồi đấy. Dạ vâng. Em đảm bảo với chị là con loa này âm thanh của nó gọi là cực đại luôn. Nhưng mà có thổi bay được nhà hàng xóm không? Bay là bay cái nhà nào? Yên tâm. Bay là bay cái nhà này, này đi. Cái nhà sát nhà chị đây này. Ui giời, em đảm bảo với chị là bay luôn. Thế em đảm bảo chị là thổi mấy ô là bay cái nhà này luôn. Mà chị biết không? Cái bọn nhạc rock ở nước ngoài ấy, nó đến Việt Nam nó biểu diễn là nó toàn thuê loa của em chứ. Con này oánh ở sân vận động cơ mà. Mà em đang sợ là cái trần nhà chị nó yếu ấy, nó bay cái trần này trước không này. Không, chú ơi, riêng trần nhà chị chú không phải nghĩ. Cái ngày mà vật liệu xây dựng rẻ ấy, chị đổ đầy bê tông lên đấy, vô tư luôn. Rồi, cái trần này chắc là được rồi, bà yên tâm. Chị biết không, đôi loa này của em nó còn kiếm được tiền đấy á. Nó vừa làm cho em 4 tỷ đấy. Đây là đôi loa này, đây là có bác này biết này. Đúng, kiếm được 4 tỷ. Đúng, chú nói đúng ấy. Chị biết không, ông bà nhạc nhà em ấy, bố mẹ vợ em ấy, bán đất chia chắc không đều. Em thổi cho 3 ngày 3 đêm. Thế là chị biết nào không? Như nào? Vợ em thì bị thần kinh nằm ở viện rồi. Thế còn bố mẹ vợ thì sợ quá vì đứt tay, chuyển sang nhà ông anh cả ở. Thế là nghiễm nhiên vợ chồng em ăn đứt đuôi con nhà này đấy. Đôi loa này của chú phải nói là hoành tráng đúng không? Đôi loa là hoành tráng. Khách nó vừa đến giả nhà của em 4 tỷ đấy. Thì chú bán chưa? Em chưa bán để có bác này biết này. Mà chị ơi, cái nhà chị muốn thổi bay cái nhà này gì? Cái nhà mặt tiền hơi được đấy. Mà em hỏi thật chị cũng muốn mua rẻ của nó. Chị ngấp nghé mấy lần rồi đấy mà nó không bán. Mua. Này, bây giờ này nhá. Mua cái nhà của nó phải mua bằng mưu. Chị hiểu không? Đâm mưu gì chú thử nói chị xem nào. Như này, bây giờ chị bật cho em thất tuần đôi loa này lên. Em thất đảm bảo là nó sẽ bán rẻ. Thất tuần là thế nào? Thì tức là một tuần có 7 ngày. Thất tuần tức là 7, 7, 4, 9. Chị bật đủ 49 ngày em đảm bảo thằng này ong thủ và chuyển đi chỗ khác ngay. Nhá. Nó phải biến sớm đúng không? Đấy, khi nào mà đến ngày thứ 48 thì chị gọi em đến. Nhá, em sẽ gạo nó, em mua rẻ của nó, sẽ bán cho chị. Đến ngày 48, chắc chắn chị sẽ alo cho chú. Dạ vâng. Được rồi. Bây giờ này, đâu rồi? Đây, màng còn chết rồi đây, Đây, mang nốt vào đây. Đây nhá. Cái loa này là phải chĩa ra đây này. Đúng rồi, thẳng vào cửa nó. Cái con chết này ấy, nhá. Chị cứ dọn thẳng vào nhà nó. Thế là được. Nhá, này mày lắp nút con chết này lên cho chị. Để đây. Đều đấy chị. Bà chị này, em đảm bảo với bà chị nhá, riêng cái bộ âm thanh này bây giờ ấy là nó oách nhất cái phường này luôn đấy. Nhà chị bây giờ âm thanh là nhất. Chị chỉ giải quyết không oai thôi. Đây, lắp loa chết cho chị xong chưa? Xong rồi. Vâng, chị ơi, bây giờ nó có cái việc này. Em bắt được cái thằng em này là ngoài chợ người ấy mà hoàn cảnh thằng này nó cũng khó khăn. Nó bề vác suốt từ sáng rồi. Thôi nó trả đáng bao nhiêu bác cho thêm nó 50 của em cái. Ở đây đây. Riêng tiền nong đối với chị thì vô tư. Em xin em cầm được, em nó là một mà. Đấy, em cảm ơn nhá. Đi nhanh rồi lắm nhà nữa này. Đây, mình ơi, mình vào đây để tôi biểu diễn cho mình xem. Nào đó, ông bật lên, ông khởi động loa. Đây. Ông bật to lên thế nào? To lên nào? Được chưa? Cầm mic để tôi ra nghe. Đà vào đâu? Vẫn chưa đâu ở đâu cả. Chưa đâu à? Còn nữa lên à? Ừ. Được chưa? Để tôi ra tôi kiểm tra. Bà hát đi. Thôi. Giời ạ. Bên trong nhà mình nghe rất rõ. Nhưng sang bên nhà lão Lý thì lại nghe thấy như muỗi đốt inox ấy, bé lắm. Tại ông ấy. Làm sao? Đã bảo mua cái loa to, loa phụ, loa kỵ, loa tổ, loa tiên. Ông lại mua cái loa tét siêu như thế kia thì làm sao mà chống lại được nhà lãnh đạo ấy. Tôi chọn đôi loa này là to nhất rồi đấy. To nhất rồi. Thế tôi hỏi ông nhá, thế tại sao cái bộ dàn loa nhà lão Lý vừa mới bật lên thôi mà vợ chồng mình đã đùng lên rồi. Đấy, tại sao nhà lão ấy to được mà nhà mình lại không to được? Được thì tại sao thì bà phải sang bà hỏi lão chứ sao lại hỏi tôi? Được. Ôi trời ơi, vấn đề tế nhị này phải để tôi sang tôi hỏi. Để tôi sang. Này. Ok.
tôi. Nào. Đây. Hả? Nghĩ ra rồi. Ra gì? Ô cầm cầm cái này là tép à? Ừ. Không phải là tép. Khổ quá. Cái gì? Tôi là loa chép, loa chép. Nhá. Tép là tôm tép ở ngoài kia, hiểu không? Tép với tép như nhau. Ông cầm xuống đây cho. Vâng. Mang xuống nào. Mang xuống. Được chưa? Chĩa thẳng, chĩa thẳng. Chĩa thẳng à? Tôi bảo ông chĩa vào cửa nhà lão Lý chứ không phải là chĩa vào mặt tôi. Thế à? Ừ. Chĩa thẳng kia. Chĩa thẳng cửa nhà lão Lý. Nhưng mà đi lối nào? Lối nào? Mọi hôm đi lối nào thì bây giờ đi lối ý. Lối nào? Này. Đi lối nào? Cường Quang không đi sao cái quảng này cũng dậm đấy. Rồi. Rồi đi đi. Được chưa? Chưa. Đi tiếp đi. Tiếp đi. Rồi, chưa thẳng chưa? Thẳng rồi đấy, thẳng rồi đấy. Rồi, nghe đây này. Một, chưa? Trời ơi, nát cái hắt luôn, một, ui một. Giời, loa nhà mình làm sao mà ông cứ giật đùng đùng lên đấy. Nhìn nó to. Rồi, nghe đây này. Xưa bóng tôi chập trùng, tình em đi giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước anh về, quay qua tay. Bài của tôi. Dây này để cổ, dây phải to, để tôi đu như thằng tăng. Để tôi đi đâu đấy. Nhanh lên, nhanh lên.
Tưởng Cara là ok. Ai ngờ